Mỗi loại kem dưỡng da thường có một tác dụng riêng biệt, nó phù hợp với từng loại da. Nên khi lựa chọn mua kem dưỡng da thì bạn nên tìm hiểu da của mình thuộc loại da nào, rồi sau đó tìm hiểu loại kem dưỡng da đó có tác dụng gì nổi bật mà bạn đang mong muốn hay không nữa. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời của kem dưỡng da phây pháp chữ A đình đám nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của dòng kem, thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Đầu tiên, sản phẩm là kem dưỡng trắng da hiệu quả nhất trong vòng 1 tháng. Với những dưỡng chất có, trong thành phần kem đã có tác dụng giúp cho da hạn chế sự lão hóa, ngăn chặn sự xuất hiện của các mạng nám tàn nhang, đặc biệt là sự hình thành của các sắc melanin, giúp da sáng nghị trắng hồng tự nhiên, làm cho màu da trở nên đều hơn, tạo cảm giác mềm mượt dễ chịu. Đây là công dụng của kem phây pháp chữ A được nhiều chị em ưa thích nhất. Ngoài ra kem còn chứa các thành phần hoạt chất có tác dụng chống nắng, giúp hạn chế tác hại của tia cực tím lên làn da, ngăn ngừa thâm sạm. Kem còn có khả năng chống viêm, kháng khuẩn, kháng nấm và chống ung thư, giúp bảo vệ da khỏi sự tấn công của các tác nhân gây hại tồn tại trong môi trường nữa nhé. Hơn nữa kem phây pháp chữ A còn có công dụng giúp se khít lỗ chân lông. Trường hợp những ai đi lỗ chân lông to, kem có tác dụng thu nhỏ và làm da mịn màng hơn, giúp cho làn da chị em trở nên săn chắc, trẻ hóa hơn. Với những tinh chất có sẵn trong kem, chúng mang đến cho chị em một làn da hoàn hảo sáng mịn bất ngờ. Đặc biệt, kem hoàn toàn không vết dính gây khó chịu, nên chị em càng thích thú lựa chọn dòng sản phẩm phây pháp chữ A hơn. Nếu bạn không muốn bị lừa mất tiền khi mua kem này, cũng như muốn biết chi tiết hơn về công dụng của kem phây pháp chữ A thì hãy nhắn tin cho shop để shop tư vấn cho bạn biết về kem này nhé. Kem phây pháp chữ A hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem phây pháp chữ A hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.